Xin chào các bạn, hôm nay mình có cái giếng khoan này. Cái máy bơm này xài bên này nó bị chạm điện này. Nên là nó hơi hư này. Hôm nay mình mua cái máy bơm mới này. Tiện đây mình làm video, mình quay lại quá trình cách đấu nối và hạ cái giếng khoan này cho các bạn tham khảo này. Bạn nào mà mới khoan giếng mới đầu thì thích tự mình thả thì có thể tham khảo thả theo nhá. Đây, bên này mình thay cái mới. Đây là cái giếng, đây cái giếng khoan khoảng 20 năm này đấy. Mình thả cái mới xuống. Đây là cái máy bơm này. Đấy. Hiệu của nó đây. Máy tinh đấy. Bây giờ mình tháo đây. Đây, thông số của nó này. Wow. Một cuốn sách hướng dẫn. Con này là hai ngựa. Đây, cái máy bơm này nó mới, thường thường nó có cái sơ đồ đỗ dây sẵn này. Đấy, cái sơ đồ đỗ dây này đó. Đây là sơ đồ đỗ dây này. Đây dây nó ghi rất là rõ ràng này. Đó là cái dây màu đen này. Là màu đen này. Đó, đen này. Đen là dây chung này. Đó, đen là dây chung này. Dây màu xanh là dây chạy này, và dây màu nâu là dây tụ. Và dây kia là dây mát. Thì các bạn đấu theo cái này thôi. Đây nó ghi ký hiệu rõ này. Đây dây này. Đây, đơn giản là ai cũng làm được này. Đây là dây chung này. Đây là dây chạy này. Và dây này dây đài này. Giờ mình đấu nó vào thôi. Đây đấu y chang sơ đồ của nó. Sơ đồ nó đây. Máy nào hình như nó có sơ đồ hết. Nếu mà nó bằng dây tem này các bạn có thể chụp lại cái hình nhé. Rồi mình cắt đi. Còn không có thì mình dùng đồng hồ em bé mình đo. Rồi cái này giờ mình nó có sẵn đây, mình đấu luôn theo cái sơ đồ của nó luôn. Không cần phải dùng đồng hồ đo nữa. Để xác định rõ này, đó. Đây cuốn sách này. Cuốn sách này nó có sơ đồ hướng dẫn luôn. Đây, màu đen này, dây chung này, màu blue, màu xanh này, dây chạy, màu nâu này, dây đè, đấu lên cái đè này, đây là cột tổ đè này. Đó. Đây, đấu theo đúng sơ đồ này là được. Theo cái sơ đồ này thì mình cái dây xanh này. Dây đen này, dây đen là dây chung này. Dây xanh là dây chạy blue. Còn dây nâu là dây đè này thì đây, máy bơm của nó đây. Đó. Thì nó dây đen này. Dây đen này. Đấy. Dây xanh là chạy thì dây này mình cho ra điện 220 này. Còn cái dây đè đấu cục đè đây. Đây có tụ đè của nó này. Đó. Cái hai ngựa thì thường thường mình lắp khoảng 60 UHF 60 hoặc là 80, cao lắm là 80, nếu mà điện này yếu thì cho 80. Đây là đấu kiểu này, đây cái này cho vào dây này, đó cái dây này vào đây. Còn dây này, hai dây này để cho mình thì sẽ cho đi hai dây này sẽ cho đi vào điện lưới 220 vào cầu dao này,
đóng vào đây, để dây đè này chạy cho chung ở đây. Các bạn đấu theo kiểu này, rồi kéo ra đây. Cái dây này là dây ở trên cái đồng hồ của mình xuống. Đây, cái này cho điện 220, đấu ở cổ dao này. Mình lấy cổ dao. Đây, cái này đầu còn lại thì các bạn đấu đấu cổ dao của này này, nó đây. Đó. Nó như vậy. Này là đúng theo sơ đồ của nó đấu như vậy đó. Đó. Tức là dây dây chung này, dây chạy đi với đè, đi lên vào dây dây đè của máy, của motor. Còn cái này muốn đấu ampere thì các bạn đấu cắt cái dây này ra, đưa vào cái đồng hồ ampere này. Các đoạn này ra, đưa vào đồng hồ ampere. Để nó báo ampere cho mình nhé. Còn mình đây là mình đấu thường thường, mình đầu mình chết luôn. Dọc cổ dao này là máy nó lên thôi này. Đó. Đây là cách đấu đơn giản này. Còn nếu mà có đồng hồ thì nó sẽ có đôi cái đồng hồ ampere thì nó ở cái dây này. Đây là mình đấu đấu theo sơ đồ của nhà sản xuất nó đưa ra này. Đó. Đây, đấu theo sơ đồ của nhà sản xuất đưa ra này. Bây giờ mình tiến hành mình gọt dây nó. Bây giờ mình tiến hành cái dây này mình gọt dài hơn tí, xong rồi mình cắt cho nó so le. Để mình cắt so le đi. Ba dây này cho nó phải so le đi nhau thì nó không có. Mình so le vậy. Cái này cũng thế. Này, các bạn cắt so le rồi mình nối. Nối cho nó đúng dày của nó này. Đó. Nối xong mình cuốn keo. Đấy, cái này mình nối tách ra. Đấy, các bạn cạo hết cái bài dớ này cho nó sạch sẽ này. Đấy, xong mình nối. Cái này dây đỏ của mình là dây đè này. Dây vàng là dây chung này. Dây đè này với dây đè này mình nối với nhau này, cục đè tách ra, nối nửa 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 cái chẽ cái này ra nửa rồi, nối cửa này nó chắc này, đè ở đây nối đây, còn xoắn lại, xoắn từng búi một là nó chắc này. Đó, xoắn búi này. Còn cái phần lại ấy, cũng xoắn tiếp như vậy. Đó là siêu chắc luôn này. Đấy, mình nối trùng nhau này, nó không có tiếp giáp này. Cái này cũng tương tự như vậy, vẫn chẽ ra. Cạo cho nó sạch sẽ cái này cho nó tiếp xúc tốt. Là ngâm nước giếng là phải làm cho thật kỹ. Tới 70 mét này. Đó, bây giờ đấy bắt đầu mới dùng quấn bằng keo.
mình phải quấn theo theo lớp lớp vào nó để cho nó nước nó không vào. Cái nơi con keo xịn nhé, quấn theo theo thứ thứ lớp trần nữa này, quấn từ 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 vậy này, cho nó thật mịn, căng ra, quấn cho nó tuyệt đối sau là nước nó không ngấm vào đây này. Các bạn quấn đi quấn lại rất là nhiều vòng cái này nhé, để cho nó vít cái nước này, nó không thể vào trong cái này được, tương tự như cái này cũng vậy. Cái này quấn là xong, giờ các bạn trụng cái này vào nữa này, quấn lại còn đường nữa, quấn phủ hết cho nó đi, cho nó nước điện nó khỏi ngấm theo cái dây, nó khỏi ngấm theo cái này này, cái nước này khỏi ngấm theo cái đường đó. Quấn là sâu từ đây này, quấn theo từng lớp và thật kỹ vào. Đó là này, cái keo này nó ở dưới nước nó rất là bền này. Quấn lớp nọ chồng lớp kia, một nửa nọ nửa kia vậy, nó sẽ giữ được cái nước. Quấn thêm một lớp nữa này, mình quấn mấy lớp vào cho chắc ăn. Rồi, ok. Đó, mình làm xong này. Rất là mịn màng cái này này. Tránh nước nó không vào được này, nó ngâm 5-10 năm ở dưới này này. Rồi, ok. Đó, đây nào. Rồi tắt. Đây cái cổ của cái máy bơm này, các bạn dùng cái dây cáp inox. Mình không quấn nó móc thằng này mà quấn siết thằng này, khi mà kéo lên nó sẽ ôm chặt cái cổng này, nó không bị đứt cái này. Okay. Nó đứt cái này. Cái dây điện bây giờ thì các bạn chú ý cái đoạn này này. Mình phải lấy cái dây băng keo mà cột chặt đây này, nên khi kéo giếng là nó không bị cà cái dây điện vào đây, nó rất là nguy hiểm, nó cà vào đây là nó sạch, nên mình phải cột sắt ra đây này, quấn chặt vào đây, quấn chặt vào chỗ này, này để cho nó khỏi phùng phùng lên, nó cà vào đây là nó mình thả giếng nó không may nó cà vào, nên là mình phải dùng băng keo cột chặt vào đây, keo hay dây lạt lạt nhựa cũng được, mình dùng băng keo mình quấn sắt ra đây này. Đấy, nó khi mà kéo nó không sượt ra đây. Quấn này lúc nào nó tư thế này, nếu nó bị sượt quấn nhiều nhiều vòng tí, không nên tiếc cái keo chỗ này. Cái loại keo này dưới nước là chịu siêu bền luôn. Thế mình quấn thêm cho nó.
cứ 3 mét thì các bạn cột cho nó một đường này này.